Suối thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thì uống liền Live Cool. Forever xin đón chào tất cả mọi người đang đến với hội chợ xuân để mừng năm Tân Sửu 2021. Hội chợ xuân năm nay chúng tôi được mang tên Tiếu Lâm Hội. Hội chợ xuân Tiếu Lâm Hội với các gian hàng đầy sắc xuân, đậm chân tình, cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, diễn viên Phương Lan, Minh An, Bom tại gian hàng Con Dâu Tôi Vô Số Tội, với cuộc hội ngộ bất ngờ tréo ngoe giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cô cũng bị mất điểm đó. Ủa, con này thử việc bán mà bắt chữ gì con? Trong Tết năm nay anh rất có nhu cầu. Dừng chân tại gian hàng Đại Lý Oxin Quốc Dân để vừa khóc vừa cười với cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, diễn viên Quách Ngọc Tuyên và ba cô nàng Phương Lan, Uyển Ân và Hải Yến. Là vợ của mình anh thôi, anh Nguyễn Công Ninh nè. Cái hợp đồng Nguyễn Công Ninh là anh nè, đây là Nguyễn Ngọc Tuyên. Hả? Còn đây là gian hàng Chống Sợ Vợ của ba nhân viên tư vấn Hứa Minh Đạt. Con gặp cái người ta kêu Hữu Tính, Duy Khương. Con mèo của anh ơi, nó đáng yêu bao nhiêu. Anh kêu con cọp, nó là cái loại ăn thịt. Bí kíp thứ tư nào các bạn? Khi mà vợ anh lên cơn nóng giận, anh không nên hai nói gì. Hai khách hàng Quách Ngọc Tuyên và Minh An Bom đang hoang mang lẫn lo ngại trước những người vợ đáng sợ. Chồng tôi là chồng mà không giống chồng đi làm. Tiếu Lâm Hội 2021 nhộn nhịp, háo hức bởi những tâm tình thổ lộ đầu xuân để vợ chồng hiểu nhau và mọi người yêu thương nhau hơn. Kiếm tiền bạc tỷ nhưng lại không biết tính, phung phí tiền bạc, rượu chè suốt ngày, vợ con chẳng màng, chỉ muốn nhậu say, sĩ diện tự ái, huyền mãi chẳng lay, nỗi buồn trăn trở, nào có ai hay. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Samsung Galaxy A12, dẫn đầu công nghệ với bộ 4 camera 48MP ưu việt, camera macro chụp cận cảnh, hiệu năng mạnh mẽ bậc nhất. Đã nói đến Tiếu Lâm, chắc chắn sẽ không thể thiếu đi những tiếng cười. Chúng tôi sẽ có 4 gian hàng khác nhau với 4 màu sắc, đầy những nụ cười rất là đặc biệt, ý nghĩa và bất ngờ quý vị nha, giúp cho chúng ta chia sẻ những niềm vui hạnh phúc và tạm biệt những nỗi buồn của năm cũ. Xin mời tất cả bà con cô bác sẵn sàng đến tham quan với gian hàng đầu tiên được mang tên Con Dâu Tôi Vô Số Tội. Nói tới dâu, em mới nhớ em quên mua ký dâu về cho bà xã rồi. Tết nhất chỗ nào bán dâu trời. Anh phải lái xe ôm không? Ủa sao anh biết? Trời ơi, chỉ có mấy bác tài lái xe ôm mới có thần thái cao sang giống như anh vậy đó. Chính xác nha. Wow, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Anh biết chỗ nào bán dâu không? Chở em đi đi. Em mở hàng đầu năm lấy hên cho anh. Có. Sao? Cách đây 50m quẹo phải cái tới à. Lên đây tôi chở lấy giá rẻ. Wow, gần vậy hả? Ừ, lên đây. Gần vậy thôi, đi bộ nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Con nghe nè má. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang công ty. Ủa công ty gì mà nghe ồn ào quá vậy? Thì công ty con làm về sản xuất máy móc mà nên nó ồn lắm. Nè con ráng sắp xếp công việc rồi về ăn Tết với má đi nha. Lâu quá không gặp má nhớ mà. Chà chắc Tết này con khó về quá má ơi. Bây giờ con phải ký hợp đồng mà lu bu quá. Không mấy năm sau con về nha. Chị biết thì vậy nhưng mà con ráng sắp xếp con về với má đi. Nè con, con mở video lên cho má thấy cái mặt như cái con đang đi làm mà sao mở video được. Chút xíu thôi, chứ mới nhìn thấy cái mặt mà cả năm rồi không có gặp nhớ lắm nha. Dạ rồi má thấy mặt con chưa? Ý làm gì cái mặt của con nó tràm hết trên cái màn hình vậy? Kéo cái điện thoại xa ra đi để cho mới nhìn thấy cái mặt của con cái. Trời ơi, có ai mình áp cái mặt con vô máy con vậy? Cái gì hết hồn. Ông sếp con á má, chờ con tí nha. Anh đi. Nhưng mà phải đặt app trên mạng nha, tôi mới chở được. Đặt cái gì? Bây giờ tôi cần công chuyện gấp lắm, hiểu không? Bây giờ chở tôi tới quận 4, xong rồi á mỗi ngày anh chở bao nhiêu thì bây giờ tôi trả bao nhiêu. Lẹ đi, tôi gấp lắm, đi. Má ơi, giờ con phải chở ông sếp đi họp má ơi. Có gì con gọi lại sau nha má. Bây giờ rút của anh có đi hay không? Đi mà. Chạy đi, tôi đang gấp. Từ từ, sang trọng lên, đừng có vậy nha. Con cứ từ chối khéo. Nói là xe mình hư, đi không có được. Cái gì? Xe của anh bị hư hả?
Không có, xe còn ngon lắm, không có hư. Tự chờ tí, năn nỉ mà. Được rồi, ăn gấp mà thiệt. Con cứ dị nể và ngại ngùng, thiệt thòi cho mình đó, nghe không? Thôi, thôi, bây giờ con chở ông đi hợm cái, con gọi là má sau nha. Dạ. Ôi đâu trời. Ủa, gì vậy anh? Sao, sáng giờ chạy đường không? Chạy dữ lắm à. Ồ, vậy ngon nha. Ừ, mà không có tiền. Anh giỡn với em hả? Anh nói là công ty của anh phá sản, bây giờ anh phải chạy xe ôm công nghệ đi kiếm thêm. Rồi anh chạy quá trời, rồi anh không lấy tiền. À, em biết rồi, anh tính từ thiện đúng không? Là sáng giờ chở mấy cô xinh xinh, cho nên là không lấy tiền đúng không? Anh chở gái đi đúng không? Chở gái đúng không? Thôi bớt ghen đi, làm cái gì mà ghen dữ vậy? Chứ anh nói chạy cái gì quá trời mà không có tiền là sao? Hồi sáng, anh đang gặm ổ bánh mì đây nè. Bà bầu bà chạy tới, bà hói chở đi đẻ. Chở tới bệnh viện, bà te te vô đẻ luôn, không trả tiền. Ờ thì cái trường hợp này thì người ta mắc đẻ quá phải chở đi. Nhưng mà không lẽ có một cuốc đó không có cuốc nào nữa hả? Hồi nãy có một cuốc nè. Rồi sao không chạy đi? Má gọi điện thoại nói chuyện với má, má không ngưng được luôn. Cái hồi anh cúp máy quay qua lại, khách đi mất tiêu. Thôi nhưng mà thôi thôi, coi như cái chuyện đó bỏ qua. Nhưng mà em hỏi nè, hồi nãy má gọi á, má nói gì vậy? Thì cũng cái chuyện kêu về quê ăn Tết. Anh, em thấy má gọi vậy là đúng lúc lắm á. Tết này á, mình sắp xếp về quê ăn Tết. Rồi sẵn anh giới thiệu em với má luôn. Tại dù sao em cũng chưa gặp má mà. Với lại anh có cho em coi hình má đâu. Lỡ khi hả, sau này gặp má làm sao biết được. À, ok, muốn coi hình thì dễ. Đây, có hình của má mà. Trời ơi, nhưng mà lâu này giấu. Anh phải cho em coi, lỡ mốt về quê gặp má em đỡ bỡ ngỡ. Con nào đây? Cái gì vậy? Con nào? Dạ má. Hay quá ha, má nào? Đây, con nhỏ này còn trẻ măng. Má là lớn tuổi là phải già chứ con nhỏ này còn trẻ quá. Trời ơi, thì ra anh giấu tôi anh để hình con nhỏ này trong đây. Sao nó mặc cái áo già hát vậy? Thấy cái tên app không? À. À, má chụp bằng app trẻ hơn mấy chục tuổi. Thì ra nó ở lại nó ăn Tết với người yêu nó mà nó không về. Con bé này đẹp đó, phải theo dõi nó mới được. Rồi mãn nguyện chưa? Nhưng mà giờ anh cho em coi hình vậy á, lỡ khi á mà em có gặp má ông ngoại làm sao mà em biết má được? Thì má đâu có lên trên đây đâu cho em gặp. Cần thì anh về dẫn em về quê về gặp má luôn. Nếu vậy á, nói chi đâu cho xa, Tết này á dẫn về ra mắt má đi, rồi về quê ăn Tết, em về quê ăn Tết luôn. Được, cũng được. Làm gì đâu không được. Chưa đủ tiền. Có gì đâu, em phụ anh được mà. Em nôn gặp má lắm rồi, làm gì thì làm Tết này nha. Anh cũng phải dẫn em về ra mắt má. Bây giờ em về công ty, anh lo chạy xe đi nha. Bác tới đây á, xin việc hả? Dạ, vậy con mời bác qua đây ngồi. Dạ, con mời bác uống nước ạ. Cảm ơn. Dạ, rồi, bây giờ con sẽ là người phỏng vấn bác nha. Cô phỏng vấn tôi hả? Dạ đúng rồi, tại vì con là cái người mà tuyển nhân sự cho công ty này. Cho nên là ai tới đây mà muốn nhận làm ô xin là phải qua con. À. Dạ, bác nghe con hỏi nha. Tại sao bác lại quyết định là xin làm ô xin vậy? Sức khỏe bác có đảm bảo không? Tôi khỏe. Khỏe? Khỏe không? Ừ. Vậy còn cái việc mà nấu nướng này như thế nào? Tại vì có nhiều khách hàng á, ngoài cái việc mà lau dọn nhà cửa, người ta còn muốn là ô xin phải biết nấu ăn nữa. Cái vụ mà dọn dẹp là tôi rành. Dạ. Tôi kỹ lưỡng lắm. Còn nấu ăn thì khỏi nói. Tôi nấu ăn là số 1 á. Ở dưới quê đấy em, là tất cả các cái tiệc tùng đó, ví dụ như là đám cưới, đám hỏi hay sinh nhật gì đó là người ta mời tôi nấu không à. Tôi nấu ăn ngon lắm, mà đặc biệt cái thằng con trai tôi nó cứ nói má nấu ăn ngon quá, con sợ con mập không ai qua tôi được hết trơn á. Rồi vậy con ghi nha, nấu ăn giỏi nè, làm việc giỏi. Rồi bác, cái việc nấu ăn và làm việc nhà là cái đó là bác chuẩn rồi đó. Còn cái việc cuối cùng là cái thái độ với khách hàng. Tại vì á, phương châm của công ty con, chúng ta chỉ có một chủ, đó là khách hàng. Cho nên lúc nào làm việc á, nụ cười luôn luôn phải nở trên môi. Đó, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đó, đúng, nụ cười này. Đó, bác phải giữ nụ cười này lúc làm việc. Bác
lúc nào mình cũng phải coi khách hàng là thượng đế. Nhưng nếu có những trường hợp khách hàng mà quế quế á, nói chung là có cái thái độ không tốt, cư xử không có phải phép, nói chung cư xử mà không có lịch sự với lại ô xin, bác cứ nói với con sẵn sàng xử lý những trường hợp đó cho bác. Công ty con rất là chuyên nghiệp. Dạ. Được không bác? Được không ạ? Được, được. Bác xin vô làm đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Từ nãy giờ nói chuyện á thì con thấy bác dễ thương quá. Rồi. Tôi thấy cô cũng dạ. Nói chung là về hồ sơ và tất cả những cái năng khiếu của bác thì con thấy là bác rất là hợp để làm OZIN. Rồi, bây giờ bác cho con coi chứng minh nha bác. Chứng minh hả? Dạ đúng rồi. Anh nhưng mà rồi hồi nãy à, tôi thấy cái người bạn trai mà ngồi trên xe đó là sao? Anh mà nãy nói chuyện với con á hả? Anh đó là người yêu con. Người yêu? Dạ đúng rồi. Là người yêu của cô? Dạ. Không phải cái anh mà ngồi trên xe. Dạ đúng rồi, người yêu con. Tức là xe ôm là người yêu của cô? Dạ đúng rồi. Cô là người yêu của xe ôm? Dạ đúng rồi. Làm sao? Cả cái anh mà nãy ngồi trên xe mà chạy xe ôm công nghệ á. Ảnh là người yêu của con. Đó. Và người yêu con làm công việc chạy xe ôm công nghệ. Người yêu của cô yêu xe ôm công nghệ. Rồi dạ. Công nghệ là xe ôm của, là người yêu của cô. Dạ. Bình thường mà bác. Không, bác con biết là nhiều khi bác nhìn ảnh vậy thôi chứ tốt lắm bác, ảnh chịu khó lắm á. Mà con nói thiệt bác á nha, ảnh thương lắm á bác. Ảnh chạy xe ôm vậy á, mà đồ để ông heo bác. Để heo để tiền cưới con nữa chứ. Cái xong con hỏi ngày để nhiêu, nói ngày để 5.000. Trời ơi, thấy thương gì đâu luôn á. Mà con nói thiệt với bác, ảnh tính quá giờ tính luôn. Mà bác nghĩ coi chạy xe ôm vậy á, tiền đâu, bao nhiêu tiền mà đủ mà cưới. Xong rồi hả, Tết này nè, má anh còn nói là kêu về quê. Con nói với ảnh á, anh làm gì làm, mình phải về quê để mà mình thăm má. Chứ má anh á, dù sao anh nói với em cũng lớn tuổi. Rồi anh nói anh để dành tiền, anh nói với con anh phải để dành tiền nha, đủ một năm trời. Đủ một năm anh mới dám về. Con nói ủa vậy anh có người yêu như em làm gì, đúng không? Con nói là không sao hết, em đi làm em cũng có tiền, em phụ tiền với anh, hai đứa mình cùng về quê thăm má. Thăm má của anh sẵn á, con cũng muốn ra mắt má chồng con, mà anh sợ không đủ tiền anh mới dẫn con về bác. Cười ghê luôn á. Lanh quá cái bộ trù hơi nhiều á. Thôi quên, tại nói chuyện với lại bác á mà nhiên con kể chuyện của ảnh. Coi như cái phần mà từ nãy giờ con phỏng vấn bác á là con thấy là ok. Bây giờ tới cái phần thử việc nha bác. Mình làm công việc liền hả? Dạ, không, có nghĩa là con thử coi là bác làm việc có hiệu quả không. Bảo đảm. Con phải training trước. Nếu như mà bác làm việc ok thì con mới nhận bác. Nhưng nếu như mà bác làm việc cẩu thả, không nghiêm túc, ẩu là con không nhận bác, con từ chối bác đó nha. Trời ơi, sao bây giờ thấy cô dữ hả? Không phải, trong công việc con phải nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc. Bắt đầu. Rồi. Đây. Coi như giấy tờ đang. Đó. Ly không được đều đặn nhau. Nắp này thì mở ra. Đó. Nhiệm vụ của bác là phải sắp xếp. Đây là phần 1. Phần thứ 2. Cái này dặn vào đây. Nếu như mà bác sắp xếp gọn gàng hết tất cả mọi thứ, coi như bác vượt qua được vòng 1, 2, 3. Bắt đầu. Đạt không? Theo như con thấy thì thân thủ của bác cũng khá là nhanh lẹ. Coi như là bác đạt chuẩn về mức độ thời gian. Nhưng bác quên rồi. Con nói bác làm sao? Quan trọng là cái thái độ. Mình phải luôn luôn nở nụ cười trên môi. Bác quên cười, con trừ bác 5 điểm. Mất điểm. Cô cũng mất điểm. Con đang thử bác mà sao mất điểm được? Thì nói bâng quơ rồi vậy thôi. Nhưng mà bác nhớ, làm cái gì mình cũng phải cười. Giờ làm lại. Bây giờ mình thử vòng thứ hai. Bác nhớ, bác phải cười. Nếu như mà bác không cười, bác sẽ bị trừ 5 điểm. Cô cũng bị mất điểm đó. Cô trừ cô 10 điểm luôn á. Ủa, con đang thử việc bác mà bác trừ gì con? Thì nó bâng quơ chứ vậy mà. Rồi bây,
nhớ phải cười nha. Ừ. Rồi, bác lau cái nồi này trước cho con đi. Luôn luôn phải cười nha bác. đúng rồi đó, nụ cười nở trên môi, đúng rồi. Hết rồi hả? Dạ, mời bác để cái nồi xuống. Đủ, được, được ha. Nói chung con thấy ở phần thi này bác đủ tiêu chuẩn về nụ cười. Bác cười rất tươi. Khách rất thích. Nhưng mà cái bà cái ghế chưa lao. Bác mất 5 điểm. Bây giờ lần cuối cùng con cho bác một cơ hội cuối thôi. Nếu như mà bác làm không được, dạ, con xin lỗi bác trước. Tại vì bác không đạt chuẩn của một ô xin. Sao cô giữ? Không phải, trong công việc con phải nghiêm túc. Bác thông cảm giùm con, từ nãy giờ hai lần rồi không lần nào bác làm được hết. Bây giờ lần cuối cùng nha, phải làm nhanh lẹ mà vừa phải cười nữa. Rồi. 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 Lần cuối nha. Đúng. Rồi. Hai, rồi. Ba, bắt đầu. Đúng rồi, phải cười như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Gì vậy bác? Lần này thái độ làm việc của bác rất tốt. Dạ. Bác cười rất tươi. Làm... Ủa, sao vậy bác? Cô Dạ. Ủa, gì ở gì vậy bác? Đau quá. Cái gì đau? Đang làm. Không, đang làm mà đau. Đau hả? Đau bụng hả? Mất điểm mà nó... Rồi. Nhưng mà nó đau thì làm sao vậy? Mà giờ bác lo bụng vậy là bác không làm là coi như bác bị trừ điểm á nha. Không, từ cũng được, nhưng mà nó đau bụng bao giờ từ cũng chịu nữa. Rồi vậy thôi bác đi. Chỗ nào? Dạ. Dạ đây. Dạ. Khoan. Dạ. Chúng ta đang ở nhà khách này. Dạ. Nếu có đau bụng, chúng ta vẫn phải nở nụ cười bác. Dạ. À. Dạ. Nở nụ cười. Đúng rồi. Khi vệ sinh mình cũng phải nở nụ cười. Đúng rồi, nở nụ cười nè. Phải cười nha bác. Anh về em yêu ơi. Ủa? Ủa nhưng mà ai vậy? Có một bác lớn tuổi vô đây phỏng vấn làm ô xin. Rồi còn mấy này? Dạ đồ của bác. Rồi, à. Cô bác lớn vậy chứ mà chân tay cũng nhanh lẹ. Ghê. Dạ. Sao rồi? Nay chạy xe làm sao? Nữa hả? Xui nữa hả? Tưởng xui mà về không xui. Ủa? Gặp ngay khách sộp, bo một cú quá mạng. Do đó anh đủ xã hội rồi. Trời ơi, nếu đủ xã hội vậy Tết này về quê nha. Anh chỉ đủ xã hội ngày hôm nay à, chứ không đủ tiền Tết đâu. Nhưng mà em muốn phụ anh mà. Thôi đừng có làm khó anh nữa. Em đâu có làm khó anh đâu. Thôi mà. Thôi. Ủa, bác. Gì vậy bác? Ủa. Mưa. Mưa hả bác? Mưa hả? Mưa. Đây. Gì? Anh đi đâu vậy? Mưa. Anh chạy lấy cái nón. Nón làm gì? Mưa ướt sao? Ướt đâu mà ướt. Mưa đâu mà trong toilet. Hôm nay là trời là nắng nắng mà. Ủa, bác. Trời cũng đang nắng mà ta. Sao vậy bác? Mưa đâu? Không phải ở trong đó. Bác cái nút. Cái nước nó phù. Bác ở dưới quê mới lên. Bác không có biết. Và giờ sen. Dạ vậy thôi ạ. À. Đây là hết mưa rồi. Để con cởi cái này thôi, để cởi áo mưa cho bác nha. Dạ. Đây con phụ bác. Rồi mình cởi cái này. Mình cởi cái tay trước. Đó, từ con phụ đây con cởi. Rồi, nó mở rồi. Dạ mở rồi thôi. Trời ơi. Đây. Em sẽ mưa lại cho. Dạ. Sao bác? Đây, bác phải. Gì vậy anh? Bác ngồi đi bác. Dạ. Con mời bác ngồi. Má. Anh nói gì vậy? Đây nè bác em nói làm ô xin nè. Sao má ở đây? Gì? Đây là má anh hả? Má anh đó. Ủa sao nói má anh ở dưới quê? Thì anh cũng không biết nữa, sao má lên đây? Ủa nhưng mà cái hình anh đưa cho em coi là đâu có giống bác đâu. Thì cái hình đó má chụp bằng app, trẻ mấy chục tuổi, cha em nhìn không ra. Lâu quá không có về thăm. Mà nhớ mà lại về thăm được sao? Trời, sao anh không nói em biết đêm đó không bác? Để bác lên trong cái tình trạng mà sao bác xin làm ô xin em không có biết.
Không biết. Rồi. Bác ơi, bác đừng có giận con nghe bác. Ủa, chứ hồi nãy em làm cái gì má hả? Dạ, em có làm, em chỉ thử việc bác thôi à. Trời. Bác lành lắm. Nó còn nó nói là cái gì đó sớm chiều để nó trông tôi chết nè. À, dạ không có. Trời gian quá vậy. Không có, anh đừng hiểu lầm. Tại vì cái lúc mà bác có hỏi gì con trai, xong rồi cái hỏi anh đó, xong rồi em mới nói là em muốn anh về sớm ráng làm thu xếp tiền bạc để mà về sớm với má anh, chứ để tới lúc anh đủ tiền về má anh không còn nữa. Trời, em không có chịu, ý là em chỉ muốn thúc anh về thôi. Ôi trời. Nói vậy chứ không trách đâu. Dạ. Yeah. Giỏi hơn con đó. Sao vậy? Nó còn nhắc cái chuyện mà con đi về con thăm má nó chứ. Mà sao kỳ vậy? Nghe má hỏi nè. Cái gì mà con phải giấu má? Hả? Làm xe ôm xấu lắm à? Không. Làm cái nghề gì cũng được, nghề gì cũng tốt hết trơn, trọi miễn là có tiền chính đáng thôi. Cái gì mà phải giấu, phải hợp đồng này, hợp đồng kia. Không phải, tại công ty con phá sản nên con chạy xe ôm làm kiếm thêm. Con nói là sợ má buồn. Buồn gì? Đợi có công việc khác nào ổn định thì con khoe với má sao? Dạ, với lại anh sợ là không có tiền á, rồi Tết về quê không có mua quà biếu các cô dì chú bác. Anh sợ là bác mất mặt cho nên anh không dám về đó bác. Thôi đừng có binh đi. Đó, binh, đó, nó đỡ cho con đó. Đâu có cần gì mà phải quà cáp. Tết đó là người ta đã phải về quê để sum vầy. Con hiểu không? Con về với má là má mừng lắm rồi. Phải về. Thấy chưa? Bác ơi. Rồi về. Bác ơi bác. Nãy giờ con không có biết. Con lỡ thử việc bác. Rồi con trừ điểm bác. Từ nãy giờ con trừ quá trời. Chắc giờ điểm con âm rồi phải không bác? Không. Cộng thêm nữa là khác. Bác cộng thêm hả bác? Cộng thêm. Tự nhiên cái bác thấy trong lòng bác vui sướng lắm luôn. Dạ. Cái tự nhiên cái má thấy nó, má với nó coi vậy chứ mà hợp lắm á. Dạ. Hợp lắm á. Hồi nãy có nhớ tôi nói cái câu mà mình hợp nhau dài dài đó. Nhớ không? Dạ. Đó là tôi chịu từ cái hồi đó đó. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi bay hộ tống má vậy. Biết chưa? Rồi cái qua Tết cái má mong qua mới gặp anh xui chị xui. Dạ. Rồi cái xin ngày lành tháng tốt để cưới nó cho bay được không? Má. Má cái gì? Lẹ lên quá thiệt rồi. Mà má. Vậy cho con 1 năm nữa được không? Con chưa đủ tiền. Không đủ tiền phải không? Bán đất. Hả? Bán đất cưới vợ cho con. Trời má chơi lớn vậy má. Ừ. Trời. Được không? Thiệt không? Thiệt làm không? Mà bác chơi lớn vậy á, thì qua năm tụi con cưới liền. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Ừ. Đây. Ê, nhà mình chụp hình tắm nha. Dạ. Thái qua chụp lẹ. Đây. Rồi. Nè. Đó, để má ôm con dâu nè. Đó. Ê, tiếp, đổi kiểu. Kiểu nè. Con. Hey, đúng là trớ trêu và léo lêu mà. Ý lộn, éo le mà. Con dâu á thì tưởng đâu mẹ chồng tới ứng cử làm ô xin. Con mẹ chồng vì muốn tìm hiểu hoàn cảnh của con cái mà cắn răng chịu đựng. Cũng hên là phút cuối người ta hiểu nhau, mọi sự đều êm đẹp. Đúng không em? Tết là cái dịp đoàn viên, là gia đình sum vầy. Nên muốn có hội ngộ thì làm ơn báo trước. Đừng có hội ngộ bất ngờ, nhiều pha khó đỡ. Nhưng mà đến với Tiếu Lâm Hội này thì những pha khó đỡ này nó vươn lên tầm quốc tế rồi. Xin mời quý vị đến tới gian hàng tiếp theo, đó chính là Đại Lý Ô Xin Quốc Dân. Tết nay em không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết nay anh không thèm chơi hoa, vì tiếng cười em như chưa cả mùa xuân. Đến Tết, bà hát cái bài gì mà buồn dữ vậy? Ok, mùa xuân đến rồi. Này cô bác anh chị ơi, giận nhau làm gì đầu năm ơi. Chuyện cũ mình bỏ qua, oh yeah. Mình cứ lên ha 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 ha
Ai vậy? Dạ. Anh là ai? Anh vô đây làm gì? Anh muốn kiếm ai? Anh định vô anh tìm công việc mà anh nghe hát xong anh cảm giác. Tụi em hát cho vui á mà. Ủa anh lúc nãy xin hỏi ai hát vậy? Em. Mày muốn tập làm thơ đi nha. Anh mắc cười quá. Cái công ty của em á bây giờ cũng không có làm việc đâu. Anh muốn kiếm người làm việc Ozin thì qua Tết đi Ozin. Công ty em về quê ăn Tết hết rồi. Không hay làm gì. Tụi em ơi, anh biết là tụi em làm phải có lịch trình đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà thật sự là trong Tết năm nay anh rất có nhu cầu. Để anh cần người phụ cho anh. Hai. Anh trả lương rất là cao. Dạ anh ơi, thật ra thì anh có trả cao bao nhiêu á, tụi em cũng không làm. Tại vì tụi em theo đúng quy định, Tết là phải về quê sớm tụ gia đình mà đó. Tụi em chỉ là người điều phối Ozin thôi chứ không phải Ozin. Anh biết là như vậy nhưng mà thật sự là anh rất có nhu cầu trong dịp Tết này đó. Anh sẽ trả lương cao gấp 5 lần. Dạ, không làm. Làm gì vậy? Làm Ủa vậy cuối cùng có làm không? Đây, đợi em một chút nha. Mấy đứa gấp 5 lần đó, 5 lần đó. Em đâu cần tiền. Thế sao không cần tiền? Cái này chị phá lệ luôn. Chị không đưa vô phần của công ty mà phần riêng ba chị em mình. Chị ơi, thật ra chị cũng biết là Tết này em phải về quê. Em ăn Tết vậy là anh Minh An với lại má của anh ơi, chồng sắp cưới của em. Tự nhiên em bỏ em làm rồi ai ăn Tết? Muốn em mất lòng má chồng em hả? Có cả năm vừa rồi kiếm đủ rồi chị ơi. Em còn phải về với ba má biết, em nữa. Chị biết em không cần tiền. Chị biết là em có bồ, em có chồng sắp cưới, em cũng có tiền luôn. Nhưng mà mấy đứa ơi, nhìn lại chị đi. Cuộc đời chị không có cái gì ngoài có nợ hết á. Năm nào chị cũng phải về quê. Chị e luôn ra chị trả nợ gia đình á. Liên quan gì em? Chị giả bộ năm nay chị đừng mừng nợ nó được không? Mấy bé ơi, mình họp nội bộ gia đình xong chưa? Xong rồi. Dạ. Hai đứa bận rồi về quê. Dạ. Nên thôi thì em nhận. Tụi em bận thôi. Chứ chị này rảnh lắm. Dạ. Sôi luôn á. Dạ. Nhưng mà trong mùa Tết này anh cần đến ba vị trí lận. Ba vị trí lận mấy đứa ơi. Có sao đâu. Ba vào một. Một mình chị là ba vị trí. Đúng rồi. Hết luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa nó cũng bận lắm. Bây giờ không có em dồn vô em làm hết cho. Một mình em làm ba vị trí luôn. Dạ được không? Anh biết là em có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng mà ba vị trí anh cần rất là quan trọng. Vị trí thứ nhất, người yêu cũ. Hả? Vị trí thứ hai, người yêu mới. Vị trí thứ ba là ô xin phục vụ cho anh nguyên mùa Tết này. Anh ơi, ở đây là công ty Ozin quốc dân chứ không phải là bạn muốn hẹn hò anh nha. Tụi em không cung cấp cái dịch vụ đó. Dạ đúng rồi anh, thật ra tụi em là công ty Ozin chứ đâu có mai mối gì mà người yêu mới, người yêu cũ, nó không có thuộc chuyên môn của tụi em. Dạ đúng rồi. Dạ xin phép bà. Dạ mời anh về. Trời ơi em đứng lại đó. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi lại anh, cho em một phút. Nè, quá giới hạn rồi nha. Hai em chỉ là nhân viên của công ty thôi. Còn chị là ai? Chị là sếp của hai em đó hả? Chưa đến lúc mà hai em nói chuyện đâu hả? Em nhìn đi đó, chúng ta chỉ có một chủ, chính là khách hàng. Chị đi giúp chị. Làm ơn. Nói chung là tóm lại là có được không tụi em? Được, hai đứa nhận lời. Vậy nếu vậy thì cho anh hỏi thì ai sẽ là người yêu của anh? Ở đây. Chị này, chị làm được. Dạ. Chị giỏi nữa. Được. Anh sẽ đồng ý em làm người yêu anh. Người yêu cũ. Cũng được. Vậy thì ai sẽ là người yêu mới? Nghe. Ê nè, không anh ơi, em có người yêu rồi. Trong khi đây bạn em chưa có người yêu luôn. Đó, phù hợp là người yêu mới. Cũng được. Em Ozin được không? Trời ơi, anh chơi dưng em thoang thách. À đây, nhìn nè. 1, 2, 3, 4 nè, gom. Hay quá em ơi. Nhanh không? Tại sao em có thể gọn gàng như vậy? Rất gọn gàng. Em rất là lẹ luôn á. Lẹ tay lắm. Hợp với Ozin. Em làm Ozin là hợp đi, người yêu mới. Không. Ozin cái gì á? Sao chị bắt người ta làm người yêu mới vậy? Không chịu đâu. Ba má em khó lắm, nam nữ thò thò bất thân, không yêu đương gì hết. Không. 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 Chị làm người yêu mới cho em làm yêu cũ được chưa? Thôi nếu vậy không được thôi anh sẽ... Đáng đi. Thử đi. Để anh bây giờ tụi em chốt đơn rồi đó. Chốt đơn là như vậy đúng không? Nhưng mà để anh cảm thấy được an toàn á, tại vì anh sợ khi mà gặp chuyện rồi tụi em không xử lý được. Mình thử cho anh coi. Bây giờ là Ozin thì đi làm việc đi. Dạ. Thôi. Ở đây. Mọi người nghỉ yêu cũ nè. Dạ Ozin làm việc. Giả bộ tụi mình đi vô công viên đi, ngoài đường đi ha. Hai đứa mình người yêu mới
nắm tay nhau đã đi hẹn hò, cái mình nắm tay nhau, mình khoác tay nhau vậy đúng không, người yêu mới mà, cái mình vô tình mình đi là 2-3 đó. Ừ. Gặp nhau người yêu cũ đó. Ủa sao anh Tâm lại có mặt ở đây? Đang đi dạo. Anh... sao anh lại có mặt ở đây? Anh cũng vô tình đi dạo. Lâu lắm rồi mới gặp nhau đó. Anh có nhớ em không vậy? Chứ là anh nhớ em nhiều lắm không vậy? Anh nhớ, còn nhớ em hả? Nhớ sao không? Ủa em ơi khoan. Xí em ơi. Bộ gì kỳ vậy? Tại vì tại nãy anh chạm tay cái tự nhiên muốn nhớ anh cả đời luôn vậy. Trời đất ơi, người yêu cũ mà nắm tay giống như bạn muốn hẹn hò vậy sao được em? Trời ơi, không có được. Nó là người yêu cũ mà anh không có nhớ gì hết à. Em là người yêu mới nè, anh phải yêu em chứ, tự nhiên anh nhìn nó giống như anh muốn lấy nó là sao hả? Hai tâm lý rồi. Còn em là người yêu cũ mà nhìn thấy người yêu cũ là em phải giận lên, em hiểu không? Em có ý kiến nha. Em thấy là chị phù hợp với cái tình huống là những cái người mà bị người yêu ta ruồng bỏ, bị người ta bỏ rơi mình, hiểu không? Chị là từng trải rồi cho nên là chị hợp với cái người yêu cũ hơn. Còn như bạn em, nào giờ nó ra yêu đâu, với lại nó đâu có gặp những cái trường hợp đó mà chị kêu nó diễn nét vậy không hợp. Cho nên là bây giờ em ship nha, nếu như mà ship thì em ship. Đây hợp với người yêu mới nè. Không được. Đây là người yêu cũ nè. Em thấy cặp này trẻ hợp với nhau không? Không. Không, đây. Đúng luôn luôn. Vô tình anh sực nhớ ra rồi. Em đúng là ngu anh cần. Hả? Ủa? Cho xoay một vòng anh coi. Quá. Ơi. Trời ơi, nó đây nè. Trời ơi. Anh yêu chị rồi. Mẹ ơi. Anh ơi. Anh vừa kêu ai vậy? À, không, vô anh tình. Anh kêu em hả? À, vô tình anh buộc miệng ra khi anh tìm được một cái người yêu đó thì anh cảm giác anh nhớ tới mẹ, anh gọi là mẹ vậy thôi. Thường thường á, đàn ông á kiếm cái người yêu của mình hay người vợ mình có nét hao giống mẹ. Chịu chị tới chưa? Được rồi, cái nét này mà đó. Chúc đơn cho anh. Chúc đơn ha. Trước mắt thì về cái ngoại hình, về những tất cả những cái đó là ok, anh hài lòng. Quan trọng là cái khâu phục vụ. Khâu phục vụ. À, bây giờ đặt trường hợp thí dụ như trong nhà anh, gia đình anh có một người bị bệnh. Không phải rồi, bị hả? Cái kiểu như là ngồi một chỗ á. Là anh đó hả? Giống như anh. Em là người yêu anh. Anh xỉn. Anh xỉn rồi, anh bây giờ anh nằm xả lai. Nằm xả lai một chỗ. À. Anh cần tiếp nước, anh cần ăn uống, anh cần này nọ. Người đỡ đần đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ nằm xả lai cho mấy đứa phục vụ. Mà bây giờ ai là người làm trước anh ơi? Anh ơi. Em ô xin em vô làm. Không. À, ô xin là chỉ làm việc nhà thôi. Dạ. Còn cái công việc phục vụ chồng là phải để người yêu, để vợ. Người yêu. Ở đây là vô trước nè, 2-3. Cụ. Vô. Gì vậy? Trời đất ơi! Anh! Tôi tối ngày ăn không ngồi rồi, rỉnh mỡ rồi tối ngày đi nhậu hoài vậy? Tại sao vậy? Anh có biết là em yêu anh lắm không? Trái tim này dành trọn hết cho anh mà. Tại sao vậy? Sai xỉn tối ngày đi đêm về, rồi lỡ có tai nạn xảy ra rồi làm sao? Nó nói rồi, còn có một mình em trên trái đất này rồi sao? Đau bụng quá. Đau bụng. Đúng rồi, như vậy là nhậu nhiều lắm. Trong người không còn một miếng đồ ăn nào, chỉ toàn là bia bọt thôi. Chú! Boy! Chú nhìn cái gì? Tôi nói nãy giờ chú không hiểu ý tôi hả? Đi vô trong bếp. Chị làm người yêu mới. Vô luôn. Vô hả? Tôi nói nãy giờ vô không hiểu ý tôi hả? Không luôn á. Đi vô bếp nấu bát cháo hành đi. Ảnh rất là thích ăn hành, nhiều hành lên ít cháo lại. Em không chịu đâu, anh là tình yêu của đời em mà tối ngày đi nhậu. Làm như vậy là không đúng. Từ bây giờ trở về sau anh sẽ không để cho em phải lo nhiều về anh nữa. Anh sẽ tự ý thức anh lo cho bản thân. Anh không lo nhiều nữa. Trời ơi anh... Vợ chồng son nè. Ứa đi. Thương quá. Móc méo đi. Xem tới xíu nữa. Bị cuốn vô. Ủa gì vậy? Ủa đang đẹp luôn á, đang đẹp á. Ủa sao vậy? Anh manh động quá à. Anh trai mạnh sổ sàng quá à. Anh thích cái này quá. Vậy là anh chịu nhỏ đó, em khỏi thử nha. Không. Hả? Này. Tạm để đó. Tạm. Vô tình thì biết anh thích ăn cháo hành, nhiều hành luôn. Ủa vậy luôn hả? Còn cái em anh vẫn cần. Tuổi trẻ
cũng tốt nhưng mà kinh nghiệm tốt hơn. À thích tới, kinh tới nghiệm chị á, tới chị á, tới chị á. Đúng rồi, em thì chưa trải nghiệm đúng không, nên là nói với người mình yêu hơi sổ sàng á. Đây, người có kinh nghiệm nè. Anh sao mà đi nhậu gì mà say xỉn dữ vậy nè. Trời ơi chồng ơi là chồng. Nước à, được rồi, nước quá. Đây nè, đây nè, cái cách mà đối xử với những người xung quanh nè. Xin ơi, dạ lấy giùm chị trên miếng nước cho anh uống nè. Anh khát nước quá rồi. Thôi khỏi đi em, thở đi, để chị làm cho. Tại vì bổn phận của một người vợ là mày tự tay á, mình chăm sóc chồng á, nó sẽ tốt hơn, nó thể hiện tình cảm của mình hơn á em. Người tâm lý đi, đang buồn quá, kêu ai phục vụ cho vui vui đi. Vui vui hả? Ừ. Em ơi ra múa. Tôi xin phục vụ. Dạ. Uống nước đâu các mày nè, qua góc mày. Dạ. Anh ơi uống nước đi, uống nước đi. Đang buồn. Ta nói nó vui biết bao nhiêu, em đã về rồi. Ta nói nó vui biết bao nhiêu, anh đã về rồi. Cô xin được thú vị nè. Có mãi được không ạ? Được không anh? Anh trả tiền cho em là hợp lý, xứng đáng với con số tiền đó. Cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà lỡ sau này mà ngồi một chỗ, có người ngồi một chỗ vậy luôn rồi, đối với em sao? Em vẫn phải chăm sóc cho anh. Trách nhiệm của một người vợ là phải luôn bên cạnh chồng và yêu thương chồng. Anh cảm thấy em rất là thích hợp luôn á. Em đáng để làm vợ. Hay quá. Em ơi, hợp đồng. Hợp đồng gì anh? Ký hợp đồng làm vợ liền luôn được không? À, em sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ cho chồng. Thì mình hãy làm hợp đồng đi. Cho anh xin cái hợp đồng. Dạ sao ý kiến hai đứa chị? Làm liền gấp 5 lần á trời. Gấp dạ luôn. Không, kỳ này là anh muốn đặt điều kiện là làm vợ suốt cuộc đời luôn được không? Trời ơi, tì sao chị? Cái 5 lần là riêng nha. Cái 5 lần chị sẽ nhường cho em. Em chuẩn bị sẵn cho chị đây. Chị cũng chuẩn bị sẵn cho chị đây. Anh, vậy bây giờ em đây em ghi ha. Ghi nè, hợp nè, đồng nè, làm nè, vợ. Hay quá, đúng rồi. Tôi tên là Nguyễn. Rồi. Tôi bằng lòng làm ô xin, làm vợ. Không, làm vợ. Ơi, đúng rồi, vợ cao cấp hơn ô xin. Em gạch chỗ ô xin đi. Gạch. Rồi. Đó. Tôi có thể làm được tất cả việc nhà. Rồi. Thậm chí có thể cơm bưng, nước rót. Hay quá. Có thể đút cho chồng ăn. Cảm giác như tươi quá. Có sức khỏe để lo cho giấc ngủ của chồng. Như rương ngủ nè, hát nè, trò chuyện với chồng nè. Rồi. Chồng đi trước, vợ theo sau, không rời nhau nửa bước. Ê, khoan, thêm giùm anh cái chi tiết này nữa. Sao? Em nguyện làm vợ của anh suốt đời. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không bao giờ bỏ chồng đâu. Em viết nè, đây nè. Chuyện không bao giờ hay đổi. Hay quá. Chồng ạ. Ủa chồng ơi, chồng tên gì ạ? Nguyễn Công Ninh. Chồng em là Nguyễn Công Ninh. Rồi, em ký tên nha. Rồi, em ký tên nha. Nguyễn Hải Yến. Hải Yến, rồi. Đó, là ghi họ tên nè. Đó. Rồi, hay quá. Vậy là hợp đồng coi như xong. Rồi, anh ơi. Chưa. Không. Chi tiết không kể. Em tình nguyện. Anh không muốn. Trời ơi. Em tình nguyện luôn. Cho thêm một cái nữa đây luôn. Em tình nguyện luôn rồi, anh ký đây. Rồi, hay quá. Đưa đây Công Ninh ký nè. Trời ơi, Công Ninh ký rồi. Ninh ơi. Giờ không quên mấy đứa đâu. Không quên mấy đứa đâu. Nha, được này. Chẳng những hết nợ mà còn giàu nữa. Chẳng những hết nợ mà còn được làm vợ nữa. Trời ơi. Chúc mừng. Anh ơi, ai vậy? Ba. Anh á, là chị chào. Dạ, con chào ba. Đã. Dạ, mới gặp ba lần đầu tiên mà kêu úp. Dễ thương lắm ba. Ba chịu chị à. Dạ, con chào bác ạ. Con chào bác. Mẹ không được gọi ba là ba. Anh, qua đây. Ôi, những cái... Hiểu không? Có một ba đây mà anh đã gà em là mẹ của các con anh rồi. Anh nói ba đi. Em là con dâu mà. Em á là vợ của mình anh thôi, anh Nguyễn Công Ninh nè. Cái hợp đồng Nguyễn Công Ninh là anh nè, đây là Nguyễn Ngọc Tiên. Hả?
mẹ Hải Yến là vợ của Nguyễn Công Ninh. Đúng rồi. Mà cứu chị em ơi, cứu chị không được đâu. Nói không là khó, nói khó là khó. Dạ. Đang đau khổ có nghĩa là sao đâu, chị muốn sao đâu em ơi. Sao mà té chị lỡ ký hợp đồng rồi. Chị gọi, chị gọi. Cứu chị. Tại là chết chị ơi. Hồi nãy chị còn điểm chỉ nữa mà. Ô xin, ô xin. Ê, dạ dạ. Đẩy ba theo mẹ. Dạ dạ. Nhanh lên. Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Anh vô đây nó nói mơ mơ hồ hồ cái anh hại chị tôi vậy là sao? À, anh đâu có nói đâu, chẳng qua lúc nãy anh định nói rõ ràng rồi. Anh đừng có nói vậy chứ. Anh mở đây nữa là tôi đánh anh đi đi. Em lên đi đi, tôi đánh anh bây giờ. Tôi đánh anh bây giờ. Đừng có đánh anh mà. Anh bây giờ. Cái tay này á, mà đánh anh, anh sẽ đau chỗ này mà. Dạ. Thôi đi. Nè, bây giờ cái chuyện đó á, tính sao đi. Cái quan trọng là mình tính cái hợp đồng làm vợ của anh nha. Trời, tính gì không biết, nó chịu nãy giờ mà còn đòi tính cái gì. Có cái gì vậy trời đất. Chịu làm vợ anh rồi đúng không? Đừng quá à. Tình yêu chớm nở cuối năm, có khi đầu năm sẽ có hỷ sự. Ra duyên anh cưới em thì sao? Tình yêu á, lúc mới yêu vui á, đẹp á, hạnh phúc đó. Nhưng biết đâu được. Sự thật là vậy sao? Sao nào chàng trai? Cậu nó không còn sợ vợ nó rồi đúng không? Xin được chúc mừng anh thêm một lần nữa. Nếu mà có chuyện gì trục trặc hay là có vấn đề gì ngoài kế hoạch, cậu hãy đến ngay trung tâm tư vấn không sợ vợ của tôi. Tôi sẽ chỉ cho thêm nhiều bí kíp nữa. Vậy nha. Ừ. Chàng trai, cậu đi hội chợ hả? Cho họ phải trung tâm tư vấn chống sợ vợ không? Chính xác là nơi đây rồi. Mời anh ngồi. Sắp tới tôi cưới vợ. Mà nghe nói là cưới vợ một thời gian về là ai cũng sợ vợ hết. Rồi bị khủng hoảng tinh thần. Nghe tôi lo quá. Mà nghe nói ở đây trung tâm tư vấn chống sợ vợ này ok lắm. Nên tới học một chút kinh nghiệm. Anh đã tới chính xác ngay cái địa điểm anh cần rồi đó. Wow. Đây là trung tâm tư vấn chống sợ vợ. Và đối mặt với anh là một nhân viên siêu cấp. Khoảng thời gian gần đây, người yêu của anh, vợ sắp cưới của anh là một người phụ nữ hiền thục, nết na, dễ thương, thùy mị. Anh nói một, nhưng nghe tới 10. Anh kêu đi đằng đông, không bao giờ dám đi đằng tây. Đúng không? Tâm lý chung của những người phụ nữ khi mà đang yêu thương mình, lúc nào cũng thể hiện mình là một người thùy mị, nết na, dễ thương. Khi mà cưới mình về rồi, đã chiếm được thân xác của mình, chiếm được trái tim của mình, đã chiếm hết những cái tinh túy của mình. Lúc đó người con gái bắt đầu lột xác ra, mới sống thật với con người của mình. Người đàn ông mà không mạnh mẽ, yếu đuối là dễ bị người phụ nữ đó quật như chơi. Anh có vợ chưa? Có 2 con rồi. Anh có bị quật không? Trời ơi, quật chết luôn, quật lên bờ xuống ruộng, quật coi như là sống đi chết lại, quật coi như là thở không nổi luôn, quật. Thôi vậy tôi đi. Tầm bậy ngồi xuống. Đó là khoảng thời gian trước thôi, quá khứ thôi. Kể cho anh biết tôi đã từng trải qua những cái khoảng thời gian đó. Và bây giờ khác rồi, hiện tại và tương lai bây giờ khác rồi. Vợ tôi là một người hết mực yêu thương gia đình, chăm sóc con cái, lắng nghe lời của tôi nói. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc đề huề. Ủa sao hay vậy? Hay chứ. Chị tôi đi. Hợp lệ không? Hợp. Để tôi đem bạn báo giá ra vậy. Thôi thôi thôi, khỏi khỏi. Với cái kinh nghiệm của anh, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
Tôi thích những con người hào phóng và sộp đối với người vợ tương lai của mình như vậy. Sẵn đây tôi khuyến mãi luôn một cái tiệc chiêu nhập môn của hội không sợ vợ. Bây giờ anh hãy tưởng tượng vợ của mình giống như là một con vật đáng yêu nhất trên thế giới này. Con cá vàng. Con cá vàng. Tôi thấy nghĩ không ổn mấy. Vậy thì con chim. Con chim cưng á. Chim nhỏ 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 cưng cưng. Khi gặp người yêu mình hay nói là: người yêu nè, anh thích con chim thì kêu là con chim nè. Có thể là vợ anh sẽ giết anh luôn đó. Anh nên nghĩ một con khác đi. Thí dụ như là một con cún con, một con heo con, hay một cái con vật gì đó nó dễ thương. Không được, mấy con đó bà ghét lắm. Bây giờ phải tìm được một con vật đáng yêu nhất trên thế giới đi. Trời ơi, sao khó quá à. Thôi để tôi suy nghĩ thêm. Khó thì cũng phải. Dạ, em chào sếp. Dạ, em chào sếp. Sao hai cậu đi làm trễ vậy? Dạ, tại sáng em lỡ em dậy trễ. Cái rồi em sợ trễ giờ quá, em bỏ xe luôn. Em chạy bộ, tôi tới đây cho kịp giờ. Cho nên nó hơi đầu buồn tóc rối chút xíu. Còn cậu Khương, tại sao trễ? Dạ, tại trễ á. Ê, giỡn mặt với sếp hả? Nói tại sao trễ là lý do đó. Giỡn gì? Trễ là trễ. Ý là cái lý do tại sao trễ. Lý do. Trễ phải có lý do. Tại muộn. Còn trước kia sao? Muộn với trễ nó chung một vế, nó chung một cái ý nghĩa. Nè các bạn, mình đang có khách đó. Dạ. Mình nên kiệm lời lại. Dạ, dạ. Nào chàng trai, cậu đã suy nghĩ ra được con vật gì mà dễ thương nhất trên thế gian để tưởng tượng cho vợ mình chưa? Nè, khó quá à. Mà thí dụ cho tôi hỏi là cái bí quyết thứ nhất không thành công á, bây giờ mình làm gì tiếp theo? Bí quyết thứ hai anh trai. Trời đất ơi, nhà sếp em xin phép được tư vấn. Em nói nghe nè, cách một không được, anh phải làm cách hai. Mình phải chuyển qua mình nắm đằng cán, chứ không ai nắm đằng lưỡi nữa anh trai à. Đó là sao? Nói về tiền bạc đi, tiền lương. Sau này lương về mình giữ hết, tuyệt đối không để cho vợ giữ. Mà mỗi ngày á, mình phát lương cho vợ xài. Vậy để chi? Như vậy cổ mới gọi là mình để mình. Đúng rồi, như vậy mình mới chứng tỏ được cái đẳng cấp làm chủ gia đình của mình. Ê, cái ý này hay nha. Dạ, dạ. Điện thoại. Anh nghe nè em yêu. Có chuyện gì hả? Anh đang ở đâu đó? Anh đang đi làm. Vậy giờ anh tới chỗ làm của anh được không? Không được, chút xíu anh đi ra ngoài có việc riêng rồi. Mà có chuyện gì vậy em? Sao? Anh ra ngoài có việc gì mà mập mờ quá vậy? Thì việc riêng của anh mà. Nè, đừng có để em phát hiện ra chuyện gì á, thì lúc đó đừng có trách em hay chưa. Trả lời nhanh, anh đang đâu? Bây giờ vợ tương lai tôi hỏi tôi đang ở đâu. Hãy tự tin lên, trả lời. Mẹ lên anh. Em hỏi làm cái gì? Anh trai, anh thấy không? Anh thấy quyền lực không? Thấy không? Ok. Mạnh mẽ lên. Mạnh lên. Em hỏi làm gì vậy? Anh phải nói một cách mạnh mẽ lên. Anh phải nói mà gọi là như tét ra lửa. Đó là chuyện của đàn ông. Nói. Đó là chuyện của đàn ông. Đó. Gan quá ha. Bữa nay dám lớn tiếng với em luôn ha. Không sao, bây giờ hãy sử dụng tuyệt chiêu thứ nhất. Hãy tưởng tượng cô ấy là một con vật dễ thương nhất trên thế gian. Nghĩ đi. Bây giờ anh liên tưởng tới con gì? Gọi tên nó đi anh. Đúng rồi. Anh tập trung vô. Anh nghĩ con gì, nói con đó liền. Đó, cầm điện thoại lên và gọi tên con vật đó. Mạnh mẽ lên anh trai. Gọi đi. Gọi đi. Con gặp cái. Trời ơi, tắt máy luôn rồi. Ê, cách này hay nha. Hay, chiều này hay. Ổn.
nào những người anh em, mình có nên chuyển cái trung tâm này đi chỗ khác nữa không vậy? Em thì trước giờ là em theo sếp rồi. Sếp có suy nghĩ kỹ chưa? Mình dời 8 lần rồi. Thì dời thứ 9 nữa có gì đâu. Nè, cậu có tác định gì chưa? Cậu có tác định gì của cậu chưa? Tôi nghi một hồi á là vợ của cậu sẽ tới thẳng đây luôn đó. Trời ơi, sao anh không lựa một cái con vật nào mà nó dễ thương, anh tưởng tượng ra rồi anh gọi vợ anh một cách chiều mến được không? Hả? Tại ba tụ cọp nên tôi gọi cọp là đúng rồi. Hay là anh có thể kêu vợ mình là một con mèo con, nó cũng chung dòng họ với con cọp mà, nghe nó dễ lọt lỗ tai hơn. Đây, anh cứ nghĩ đi, bây giờ con cọp với lại con mèo đi, anh có thấy nó cùng họ với nhau không? Mà người ta kêu vợ bằng con mèo của anh ơi, nó đáng yêu bao nhiêu. Anh kêu con cọp nó là cái loại ăn thịt, nó sẽ ăn thịt anh hiểu không? Đúng. Ông ấy anh có thể gọi là con cọp ơi, con cọp của anh à chẳng hạn. Nói chung là nói sao cho nó chiều mến chút. Đằng này anh còn thả thêm cái chữ cái nữa, con cọp cái, cái nó nặng nề dễ sợ. Tại vì hồi nãy mọi người làm rối quá nên thả nhẹ chữ cái vừa thôi à. Rồi vậy giờ làm sao? Bất ổn rồi. Rồi chạy luôn, chạy luôn. Không, 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 chạy lấy người luôn. Chạy vậy? Liền, đi liền. Bắt mới rồi phải chạy. Vợ anh tới, vợ anh này tới nữa mình phải chạy chứ sao? Không, tôi chạy vô tôi nói bất ổn là những người anh em ơi hãy cứu tôi. Cuộc đời tôi đang bất ổn. Trời ơi, bình tĩnh đi, có ai đâu bất ổn. Vợ tới nữa. Không bình tĩnh được anh ơi. Nè, mấy anh ơi, lúc mà mới quen á, vợ sắp cưới của tôi á, dễ thương, dịu dàng lắm rồi, còn bây giờ cô ta khủng khiếp lắm. Cái chuyện đó tôi cũng đã biết trước, tôi đã nói anh trước rồi đó. Nhưng mà anh có sử dụng cái bí kíp, những cái bí quyết mà tôi chỉ cho anh chưa? Bí quyết đầu tiên, nhìn thẳng vào vợ của mình và tưởng tượng ra cô ấy là một con thú cưng. Đúng như vậy. Tôi trong nhà cực kỳ dễ thương. Chính xác. Anh tưởng tượng vợ là con gì? Con khủng long bạo chuốt. Sau khi mà cái cách thứ nhất xong đúng không, tôi thực hiện cách thứ hai. Không đưa tiền cho vợ. Anh làm đúng không? Đầu tóc thu ra thế này đây. Xếp đã rồi. Quần áo rách trước. Cô vợ anh đánh anh bầm dập. Không tàn ma dại luôn. Ủa? Vậy là cách thứ hai đâu có hiệu quả đâu. Bình tĩnh đi chàng trai. Tại vì chưa sử dụng bí kíp thứ ba. Bí kíp thứ ba tôi làm theo em chỉ liền. Đẳng cấp là đây nè. Tôi tạo cho mình một cái thân thể bầy hầy. Bẩn thỉu. Sáng sớm không tính rằng. Hai ngày tôi không tính luôn. Quan trọng ở đây là cái nhà của tôi á nha. Tôi quăng tứ lung tung tất cả mọi thứ. Tôi bài chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, nhà tôi như một bãi rác. Anh ơi, anh không có hiểu rõ cái bí quyết mà tôi chỉ cho anh. Tôi chỉ nói là anh có thể dơ, có thể bày hầy, nhưng mà đó là bản thân của anh thôi. Còn đằng này trời, anh bê bối nguyên cái nhà như vậy sao được? Tôi đâu có biết đâu, tôi tính là làm lố hơn tí xíu nữa cô ta sẽ bắt đầu quản hơn, sợ hơn. Nhưng mà cô ta quản thiệt anh. Quản không anh? Sao? Có hiệu quả thấy chưa? Có hiệu quả. Mở cửa ra, nguyên cái mùi của bãi rác xộc vô người cô ta. Ở nhẹ nhàng nắm đầu tôi nè. Mời tôi đi, quăng cái phiêu. Ông biến luôn đi. Đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Vậy tính ra cách ba cũng đâu có hiệu quả. Cậu nói đùa thôi, cậu nói vui thôi. Đùa đâu. Những cái chuyện đó là những cái chuyện những người vợ chồng người ta hay đùa giỡn như vậy đúng không? Đúng này? Em cũng hay giỡn. Vợ chồng hay giỡn như vậy. Dạ. Cuối cùng anh có bị vợ đuổi không? Mấy anh có bị vợ đuổi đi không? Tuyệt đối không bao giờ. Tại vì mình còn có một cái bí kíp thứ tư nữa. Chính xác. Chỉ liền cho em đi. Đúng rồi, bí kíp thứ tư nào các bạn? Tôi có biết cái thứ tư đó, tôi biết thế nào cũng có biết thứ tư mà. Chị cho tôi đi, tôi đang nỉ anh luôn. Khi mà vợ anh lên cơn nóng giận, anh không nên nói gì hết. Đúng rồi. Không cãi. Không luôn. Không lý giải luôn. Được nha. Im lặng, không giải thích, không thèm phản kháng bất cứ cái lời nói nào hết. Lạnh lùng, tỏ vẻ thái độ không quan tâm cho tôi. Khi đó, cổ sẽ tưởng là mình không cần nữa. Để làm gì? Khi đó cô ta sẽ rất là lo sợ. Nhưng lâu lâu mình phải liếc mắt qua để ý coi bên kia phản ứng như thế nào. Nhưng
mình vẫn giữ thái độ ban đầu im lặng. Khi đó cô ta sẽ rất là lo sợ, đón già đón non. Trong đầu mình đang nghĩ một cái vấn đề không, không hiểu được. Rồi từ từ mọi chuyện nó sẽ dẫn đến hiểu nó... ra tòa ly dị. Ủa, ê bậy không có dứt, không có nói mấy cái từ đó nơi từ đó được. Không có bậy ơi, khùng quá tết dứt, anh đừng có sử dụng mấy cái đó nghe nó ghê. Nhưng ta nói vậy không có được, cái đó là tại vì cô ta sẽ bắt đầu quan. Đúng rồi. Thì ra là chồng của em ở đây hả? Anh nói với em á là anh đi làm, mà cuối cùng anh tụ tập bạn bè ở đây. Anh làm gì ở đây? Chơi gì ở đây? Các bạn ơi, thì ra đây là con cọp cái. Chị cọp cái. Chồng còn khoe với mọi người em là cọp cái. Này anh tụ tập bạn bè, anh có việc, anh họp với anh thì có đi với gái đâu mà em ghét. Bây giờ đàn ông hay là đàn bà em ghen hết. Trời ơi. Ai làm còn không bỏ sót. Đúng là con chị tin tường á. Trời ơi các bạn ơi, con này không phải là con cọt cái, cái này là con quỷ cái rồi. Tự mò tới đây luôn rồi, bây giờ làm sao? Anh yên tâm đi, con quỷ này nó không có đến một mình, đến một bầy lận. Cái gì? Chị ơi, mấy ảnh nói mình là quỷ cái nè mấy chị. Không sợ, quỷ không tồn tại, mình không sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không có làm, mình không có ai sợ. Đúng rồi. Không có làm giống như là những... Liên. Ồ, hình như... Hình như là... Tôi nghe một cái tiếng nói... Ở đâu dưới đây nè. Nói âm vọng về hả anh? Không phải không anh à? Thật ra nó gần mình lắm, nó gần mình lắm. Sếp. Ở đâu vậy? Dạ, đứng đây nè, hướng này nè. Quay qua. Quá. Hello. Hello. Hôm nay thấy gì? Oh yeah. Có gì? Funny. Funny. Yeah, oh baby. Yeah. Hạnh phúc. Chồng ăn nên làm ra thật. Mở tới cơ sở thứ 8. Giờ về đây rồi à? Tiếp tục. Hân Quang chào đón con mèo Moon của anh đến với cơ sở thứ 8. Tiếp cùng... tục chống sợ vợ à. Đánh. Ôi da, mạnh rồi. Mèo mướp gõ môn gì ở đây? Hả? Tôi là con sư tử Hà Đông. Hãy tưởng tượng. Tôi là con sư tử Hà Đông. Không, vẫn là con mèo Moon. Sư tử Hà Đông. Vẫn là con mèo Moon. Sư tử Hà Đông. Anh nghĩ qua sư tử Hà Tiên đi cho nó gần anh. Sư tử Hà Đông thì anh mới không dám lấy. Đau anh. Ôi da, dạ, không có. Không có, làm gì có. Em bình tĩnh đi em ơi. Tôi không tin. Trời ơi, gì tệ hại vậy? Hình ảnh của một giám đốc của công ty chống sợ vợ là đây sao? Trời ơi, sếp gì đâu mà làm vậy, nhục quá. Hên cho tôi, vợ tôi mập quá cho nên không có đi nổi. Chắc là ở nhà rồi, mừng. Ê, mập đi không nổi hả? Cũng tới từ từ chứ sao không tới được. Trời, không, không bình tĩnh đi, nó kêu xe cẩu tới á. Đây nè. Xe cẩu tới. Trời ơi. Anh ổn không? Thôi, cô vợ bé bỏng của anh. Trời ơi, tôi nói cho anh biết nghe chưa, anh đừng có bao giờ làm cái hành động đó nào. Thấy chưa, quần áo thì sọc sạch, giày dép thì chiếc đực chiếc cái. Cô anh đâu ngồi ngoài nhìn vô người ta nói tôi sao, người ta bêu rếu người ta nói tôi không biết lo cho anh. Cô mọi đâu? Người ơi, mọi người có ai thấy anh Tuy của em đâu không? Anh Tuy đang nói chuyện mà anh bỏ đi đâu vậy? Cho chúng sợ vợ, anh có vợ rồi, anh gạt em. Gạt em, vợ của anh là em. Các bạn ơi, bao giờ đâu mà gọi người ta là vợ, không chịu. Con khủng long bạo chúa đó. Tên tiếng Anh là T-Rex. Khủng long bạo chúa. Anh nói với mọi người em là T-Rex à? Sao anh nói với em là thích cái nến màu hành mà? Em làm cái gì mà anh sợ? Em nó bạo lực lắm anh sợ. Đừng, em ơi, anh chỉ thích là Nguyễn Ân của anh, một cô vợ sắp cưới của anh. Nhẹ nhàng, rất ngang. Đây nè. Cô vậy đâu, nói cái gì đâu. Nguyễn Ân nè.
lại đáng yêu đó. Đó nói gì vậy? Tại vì mày bảo đi sao? Trả vợ tôi lại cho tôi đi. Ôi, tôi không dám đụng vô đâu. Cái này tôi... Tôi nói thiệt luôn á. Mấy anh nhìn lại mình đi. Mấy anh tới đây làm gì? Trung tâm tư vấn sợ vợ. Đó, mà mấy anh coi nè, ăn mặc nè. Ăn mặc gì mà tư vấn nè. À, mấy người kia tư vấn. Bối, đó, coi nè. Dài này, dép kia, chân nọ, thỏ chân kia. Ăn mặc bê bối gì vậy tư vấn cho ai? Thôi hả? Em ơi, thôi được. Thôi, à, dẹp đi, dẹp hết đi. Làm ơn bỏ cái vụ mà tư vấn chống sợ vợ tào lao này giùm cái đi. Nè, mấy ông mà biết sợ vợ á, thì mấy ông đâu có bỏ bê vợ con đi tới đây làm gì? Đâu có. Nếu như các anh là một người chồng đàng hoàng, biết thương vợ, thương con, biết lo cho gia đình, lo cho con, lo cho vợ, thì vợ nào có thể la được các anh, có thể nạt được các anh? Vợ nào có thể làm được điều đó? Các anh nói đi, tôi nói có đúng không? Em đâu có yên vậy à? Vợ sắp cưới, mình nhẹ nhàng lắm. Mấy gì? Mấy gì? Trời ơi! Nghe nhà ngay! Tôi chết cười luôn. Tính ra trong cái hội sợ vợ này có một mình tôi là tôi làm được đúng cái tiêu chuẩn chống sợ vợ nhé. Dạ con nghe nội. Ừ, chút con về với nội liền nha. Dạ, dạ. Nội với quê lên chơi. Có vợ tôi á, tôi sợ vợ tôi như bà nội tôi vậy á. Trời ơi, đúng là trung tâm sợ vợ. Kính thưa quý vị, trong đống chân dung này chỉ có gương mặt của em là âm thanh sống động, hình ảnh trung thực nhất mà thôi. Nói thì dễ, làm mới khó. Không có lửa, làm sao có khói? Bụng mà không đói, làm sao mà quạo? Vợ tố chồng, chồng tố vợ, tố qua tố lại, chừng nào mới xong? Đây là một cái chủ đề muôn thuở rồi. Kéo từ nhà này qua đến nhà khác, kéo từ cái kiếp này qua đến kiếp khác, rồi kéo từ cái Tết này qua đến Tết khác nữa. Thôi thì chủ đề này năm sau mình nói tiếp nha. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị và quý anh chị, đặc biệt là những chị gái đang ngồi ngay ngắn ở đằng kia, chúng ta hãy sẵn sàng để thắt chặt dây an toàn, dừng thẳng lưng ghế, kéo tấm màn che cửa sổ để đến với gian hàng tiếp theo. Trăm may không bằng nhanh tay. Nào, tích cực nhanh tay, vận may sẽ đến. Trên tay của tất cả các người đẹp đều là những trái banh. Chúng ta hãy sử dụng số lượng vũ khí thượng hạng này để có thể ném thẳng vào mặt chồng mình. Nếu như ném trúng vào mặt chồng mình thì quý chị xinh đẹp sẽ nhận được một món quà đến từ quầy trưng bày của Bách Quá tổng hợp của chúng em. Còn nếu như ném trật, ném lộn vào mặt của chồng nhà hàng xóm thì quý chị sẽ bị phạt. Nhớ nha, ngoan, anh thương, hư, anh phạt. Nào, bây giờ xin mời hội tố chồng. Yeah! An hòa, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Giảm chê tôi già nè. Hả? Dám nói tôi hung dữ nè. Phải nhắm chồng mình, phải nhắm chồng. Chị mình. Ơi, chị nhắm kỹ lên đi. Ờ. Lần này lần cuối nè. Dám nhìn gái nè. Chị ném hồi hộp ghê luôn á. Xin mời người đẹp tiếp theo. Vô. Đây là quả của cái tật quỷ đen nè. Quỷ đen. Em chị nhắm gì làm được không vậy chị? Trái thứ hai là sẽ trúng nè. Ở dơ là một cái tội nè, ở dơ là phải đánh nè. Ở dơ xém trúng tôi luôn đó. Thôi. Chỉ còn một cơ hội duy nhất. Một trái cuối cùng, cuối cùng quyết định nè. Lẹ đi tới cái em. Cái tội thờ ơ nè. Dám coi thường tôi. Yeah. Wow. Trúng đất. Nào xin mời người đẹp tiếp theo. Tới em. Mê gái nè, bà hoa nè, không chung thị nè. Em có lý trí không vậy? Ôi da trời ơi. Chị, này banh không phải lựu đạn mà quăng dữ vậy chị. Chị bình tĩnh chị. Trời ơi, muốn lòi con mắt rồi. Dạ, bách phát bách trật rồi chị. À, các chị có thể di chuyển ra khu vực khác để quý khách khác chơi được không ạ? Hết lượt rồi. Ủa đâu có vậy được? Ôi, trời ơi. Hết rồi, mọi người ba lần. Nhưng mà bây giờ ít ra là phải chọi thêm chứ. Đúng làm rồi. Gì chọi thêm, mọi người một ba lần thôi là chọi thêm. Còn anh tôi nữa đâu? Đơn giản thôi, quá trình là mình phải đầu tiên là tiền đâu?
cúng thêm tiền thì mới được chơi tiếp chứ. Thôi bây giờ cài được tài chính đúng không? Bây giờ mình làm cho kinh doanh đúng không? Thì mình phải biết giữ khách chứ, nãy giờ tụi tôi chơi quá nhiều lượt rồi, bây giờ phải khuyến mãi một lượt chứ. Okay. Thầy đến với em. Phải vậy chứ. Thầy đến với em. Thì bả xin thì tôi cho bả. Vậy tôi cũng xin nè. Phải khuyến mãi đầy đủ chứ. Ok, ưu tiên cho hội người cao tuổi. Ủa, biết ai cao tuổi hơn ai à? Gì nữa? Sao hai bà già có mà em không có? Ê cưng, cưng, tụi mình cùng hội đó cưng. Khổ ghê. Xuồng mà chìm là chết chìm luôn ba đứa đó. Ok, cho cưng một trái. Bạn nói nghe là có một sự phân biệt nha. Bé nó màu hồng luôn, mình màu hơi úa nha. Không sao, màu xanh là màu của sự sống. Tôi thích màu này. Lẹ lẹ, giao quý khách gan ta chơi. Rồi, từ từ. Tôi bao hết rồi. Dạ sao, giờ mấy người đẹp muốn ném sao ném nha. Hai người bình tĩnh. Hồi nãy á, ba đứa tụi mình chọi riêng lẻ nên nó không trúng. Bây giờ phải dồn hết nguồn lực từ ba người, dập một lần một là sẽ trúng đích liền. Đúng. Ném đi, dán keo trơn rồi, chắc gì trúng. Xin mời các người đẹp. Rồi, bắt đầu đi nè. Chúng ta đếm 1, 2, 3 nha. Dạ. 1, 2, 3. Vui chưa? Hài lòng chưa? Dạ đau. Tôi là MC chứ mà chồng mấy người mà tâm cáo dại chọi mặt tôi hả? Anh bình tĩnh, em hiểu mà. Dạ. Anh làm sao mà giống chồng em được? Anh mà giống chồng em là thôi em cũng chạy luôn á. Em xin lỗi. Ý em là Dạ, chồng tôi là chồng mà không giống chồng. Đi làm về kêu nhìn vợ mà lại nói không, kêu ngó chừng con thì lại nói bận không. Nhiều khi không biết ông có phải chồng không. Chồng tôi không yêu bất kỳ ai. Đi làm về lại ghé quán lai dai. Vợ gọi kêu về thì nói cằn nhằn biết tai. Lời qua tiếng lại thì luôn nói vợ tai. Giờ chồng em thì rất là bản lĩnh, học hành căng thẳng như chồng em rất tiện. Kiếm tiền bạc tỷ nhưng lại không biết tính. Phung phí tiền bạc, rượu chè suốt ngày. Vợ con chẳng màng, chỉ muốn nhậu say. Sĩ diện tự ái, khuyên mãi chẳng lay. Nỗi buồn trăn trở, nào có ai hay. Trong tương lai em thật tuyệt vời, luôn giúp em mọi việc trong nhà. Tìm bà rõ ràng quỵ đây cũng không màng. Không bao giờ nhậu nhẹt để tha, cũng không hề la cả. Chuyện duy nhất một điều là anh quá đau. Wow, thật ấn tượng, xuất sắc. Một tràng pháo tay dành cho Tam Cáo Dài ngày hôm nay. Hay quá các người đẹp ơi. Nhất là em á, anh thích em rồi đó. Em cái gu lạ lắm nha, rap đầu trên núi vậy em. Hóa ra là mỗi người đẹp đều có cái tâm sự của riêng mình. Đúng. Ông chồng nào cũng có khuyết điểm hết. Phải. Chồng chuyện sao? Quá lạnh lùng với vợ với con. Không chấp nhận được. Không tương tác với gia đình. Ôi giời. Tương tác kết nối với bên ngoài không hả? Chị bớt đau lòng. Lo bao đồng chuyện thiên hạ. Chị sao? Còn chồng tôi phung phí tiền bạc, rượu chè suốt ngày, lúc nào cũng say xỉn, không quan tâm vợ con. Thấy chưa, bê tha quá, bệ rạc quá. Có quỷ đen nữa. Trời ơi, quỷ đen là không chấp nhận được. Tệ quá. Bé gái, trên núi, sao cưng? Anh ra quá đi. Anh chịu quá đổi nữa rồi. Em phụ đề thuyết minh lòng tiếng nó rõ rệt xíu cho khán giả họ hiểu. Hạ tông xuống. Đau quá quá anh ơi. Và lên phụ miếng bông. Đau quá anh ơi. Hóa ra là đào hoa. Không chấp nhận được. Đây là cái tội mà kiếm trà xanh mà uống nè. Ừ. Đau lòng. Bây giờ mình phải quyết định như thế nào? Hay quá. Hả? Tam Cáo Dài hãy yên tâm đi. Tại hạ đã có cách rồi. Đơn giản thôi. Chỉ có hai chữ. Chữ gì? Bỏ chồng. Hả? Không. Trời đất ơi, cái ông này tào lao vừa thôi nha. Nãy giờ tới khúc này là thấy tào lao rồi đó. Nghĩ sao vậy? Nè, ba tụi tôi mặc áo dài đẹp như vậy, tự nhiên kêu lên đây thi rap. Bên nhảy làm gì là còn cái nét đẹp của cái áo dài của tụi tôi mặc nữa. Trời hả? Hỏi coi có cách nào cho gia đình ta hòa thuận không? Tự nhiên tôi ta bỏ chồng. Ủa? Nếu như bỏ chồng dễ như vậy, ta bỏ lâu rồi, đâu có cần nhờ tới ông. Bỏ là bỏ cái tư tưởng của ông đó. Nè, bỏ chồng là tôi sẽ bị đau lòng. Tôi ngủ một mình trong phòng. Được không? Bỏ chồng tương lai, nỗi buồn của em sẽ không bao giờ vui quay. Cách của anh đã sai. Thì chồng tệ, chồng xấu thì bỏ đi lấy chồng khác. Bây giờ tụi tôi không ở đây nữa, tụi tôi sẽ đi ngắm vườn bông thôi. Đúng rồi. Chúng ta đi ngắm vườn bông, ngắm vườn xuân đi nào. Mày gì? Cái gì? Đi gì? Đúng.
Nè, trước khi đi nhắc cho một tiếng ha, không phải rapper muốn kêu ai rap là rap đâu. Ừ, thấy chưa? Đi chợ bông thôi mọi người ơi. Đi thôi mấy chị. Đừng nản lại nào. Đẹp lại nào. Làm gì mà lòng lòng lên vậy hả? Tại mấy người đông thôi. Nè, tôi nè, ăn tôi đi, ăn tôi đi. Thầy mình nhí nhập tôi nè, ăn tôi đi, ăn tôi đi. Ê. Ủa? Ê, ê. Trời ơi, cái gì vậy trời? Đây là hội hoa xuân mà, tiếu lâm hội mà, vui lên. Biết là trong nhà phải có nóc, phải có mái. Nhưng mà từ đâu ra mà cái nóc cái mái nó dựng lên được? Phải có trụ, có cột. Đàn ông mạnh mẽ lên. Đưa đây. Đúng rồi. Đưa đây. Cậu nói đúng rồi. Mình phải có trụ, mình là trụ cột gia đình mà. Dùng lên. Mà sao lại yếu đuối như vậy được? Lên. Trong nhà là phải bật lại mấy bà vợ. Đúng rồi. Nếu như anh bật cái gì? Tôi đã từng bật. Bật sao? Dạ, tôi luôn luôn bật. Rất tốt. Tôi bật cái công tắc đèn mà. Trời ơi, bật gì mà cũng bật. Yếu đuối lắm anh bạn à. Anh bật cái gì? Anh nói đi. Tôi đã từng bật khóc trong đêm. Trời ơi. Hai người không ai giống tôi hết. Tôi cũng là người chọn cái bật. Tôi bật cửa. Hay quá. Mạnh mẽ lắm. Trời ơi. Mình phải bật cửa. Không, tôi bật cửa bỏ chạy. Trời ơi, tôi tưởng đâu ổng mạnh mẽ lắm ai nhà. Chà nè, chẳng chẳng thà bật công tắc đèn nhẹ nhàng như tôi. Gì đi vậy? Thôi. Mấy anh nói cái gì, bật cái gì cũng làm tôi bật cửa trơn á. Đầu tiên bây giờ mình phải xét và phân tích khảo sát lý do vì sao mình sợ vợ. Tại sao? Tại sao? Tôi sợ vợ tôi đánh. Thấy chưa? Bạo hành gia đình là báo lên phường liền. Không phải, anh không hiểu rồi. Hả? Tôi sợ cô ấy đánh. Đánh vào tâm lý của tôi. Trời đất. Khi mà tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy buồn bã. Ừ. Tôi chịu không nổi. Ồ, mong anh dữ. Khi mà tôi nhìn thấy cô ấy thức đêm thức hôm là tôi lại chịu không nổi. Thấy cô ấy khổ cực vì tôi là tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Hãy cho tôi soạn ra đi. Đừng mà khóc. Vậy là sợ vợ buồn. Ồ, cảm thấy thoải mái hơn chưa? Anh thoải mái chưa? Nghe nghe. Anh đừng có khóc. Lớn rồi, có tuổi rồi. Để cho sắp nhỏ nó nể. Tôi muốn khóc theo luôn á, tôi tội anh quá. Tôi đã từng nói thẳng với vợ tôi. Ừ. Em. Ừ. Em không được làm như vậy. Đó. Tôi ở dơ. Tôi cố tình tôi ở dơ. Hay lắm. Tôi bài bừa nguyên cái phòng tôi toàn như một phòng rác. Để chi vậy? Khi mà vô á, à, cô thấy cái cảnh đó. À. Cô nhẹ nhàng. Khi cô biết tôi giận rồi, hiểu không? Ừ. Nhặt lên từng món. Chọn hết tất cả mọi thứ. Mấy cái này bỏ qua cái kia, mọi thứ đều ngăn nắp. Sau khi xong công việc đó, tay chân rã rời. Wow. Không làm được gì nữa. Tôi nhìn tôi xót lắm. À, thương vợ. Tôi không muốn vợ tôi phải cực khổ như vậy. À, là sợ vợ mệt. Thấy chưa, vậy là anh này là anh sợ vợ anh mệt nè. Hai người không có giống tôi. Mỗi lần mà vợ tôi buồn á là cô ấy sẽ bỏ ăn. Một tháng bỏ ăn hai lần, một lần bỏ ăn một tuần. Trời. Một tuần không ăn đêm, cô ấy xúc ký tôi rất buồn luôn. Mỗi lần mà cô ấy giảm cân á, tôi nhìn cô ấy xanh xao ốm tôi rất sợ. Cái gu của tôi á là phải phồn thật. À. Phải phồn dinh. À. Mỗi lần vợ tôi giảm cân, tôi buồn còn hơn là vàng giảm giá nữa. Hóa ra là các anh không phải là sợ vợ dữ, mà là sợ vợ buồn, sợ vợ mệt, sợ vợ thiếu ăn thiếu ngủ. Thấy chưa, đàn ông biết là lạnh lùng, nhưng mà đối với vợ của mình là phải chia sẻ là nói, chứ không phải là im lặng, lạnh lùng hoặc là khóc bù la lên. Phải như mà mấy bả nghe được lời này của mấy anh thì bữa giờ đâu có hiểu lầm. Trời, đàn ông sao nói được mấy câu này với mấy người phụ nữ. Là nhiều lúc muốn nói là chưa kịp nói rồi. Đó, nghe chưa, tam cao dài đứng lấp lấp ló ló ngoài đó. Vô đây đi, cho hiểu nhau hơn. Ủa? Là sao? Ê, chứ vợ tôi tam cao dài. Tất cả đi, tất cả đều bị bao vây. Ủa? Đi đây. Ủa? Em ơi. Ai về nhà đó đi. Trời ơi. Hôm nay em áo dài đẹp quá. Tại chân em sao rồi, để anh massage cho. À, anh xin lỗi vợ mà à, anh hứa từ bây giờ trở về sau anh sẽ là một người chồng có trách nhiệm. À, anh sẽ không làm em buồn nữa, anh sẽ không làm bao giờ nhà cửa bầy hay, anh sẽ thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà vợ cũng phải hứa với anh một điều đó nha, vợ phải ngoan nè, phải hiền nè, phải thục nữ nè. Và điều quan trọng á là đừng bao giờ làm anh giật mình. Trời, cái gì chị Sumi à, chị Sumi. Em lộ. Em nhé thôi. Anh bảo mọi người nhẹ nhàng
thi về chưa? Anh đó nha, tôi nói cho anh biết, anh dám làm quỷ đen đúng không? Quỷ đen đâu mà quỷ đen, quỷ đêm đó. Cái gì? Là anh đi đêm á hả? Không phải, quỷ đêm là cái quỷ em hay ăn đêm đó. Tối nào em cũng ăn á, em thấy không? Bình thường em ăn có một phần thôi à, bây giờ đêm em có ăn một mâm á. Em nghĩ coi, không có cái quỷ đêm em ăn vừa với em không? Em ăn nè, viết bây giờ cái áo hồi xưa mới may cho em nè, rộng rinh nè, em mặc biết giờ nó khít luôn nè, không? Nó chật luôn nè, không? Bởi vậy á, anh sợ em bỏ ăn, anh sợ em đói, cho nên nó chạy đi mua đồ ăn cho em nhiều nè. Thiệt không? Thiệt. Cái quỷ đen là để làm quỷ đêm. Đúng. Đồ quỷ sứ. Đồ quỷ mập. Cái đồ quỷ yêu à. Dễ thương quá. Em à, tới lúc chúng mình nên phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sao căng vậy? Hồi nãy giờ người ta dàn xếp, người ta nói chuyện ổn thỏa hết rồi. Anh ở đây, anh không dám buông tay em ra. Em cứ thở mạnh hoài. Tới lúc này thì thiệt tình anh chịu hết nổi rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Trời ơi, trời ơi. Đúng. Chúng ta nên dừng lại. Tỉnh đi. Thôi mà, chuyện gì cũng bỏ qua đi mà. Đừng chị, đừng có dại dột như vậy. Chúng ta nên dừng lại. Tất cả mâu thuẫn suốt bao lâu qua mà chúng ta đã đối xử với nhau. Đúng rồi, mình phải xì tóp kia những chuyện đó đi. Em phải nói đi, em nói đi em. Chồng. Là tâm lý. Em ghét chồng quá. Tại sao chồng thương vợ như vậy mà chồng không nói ra chứ? Nói ra mắc cỡ lắm. Cục mắc cỡ lắm. Mắc cỡ cái gì chứ? Ghét chồng lắm. Dạ. Làm cho vợ hiểu lầm là chồng hết thương vợ. Không có đâu, vợ phải hiểu cho chồng chứ. Thật ra công việc của chồng là tư vấn cho khách hàng. Khách hàng là thượng đế, phải nói chuyện ngọt ngào với người ta. Người ta mới mua hàng của mình. Còn những cái cuộc đi nhậu là ký kết hợp đồng, người ta thường hay làm ở quán nên anh thường xuyên đi để mà tạo mối quan hệ. Nhưng mà ngày hôm nay anh biết rồi, anh hiểu anh nên làm gì rồi. Anh sẽ hạn chế công việc lại, anh sẽ lo lắng cho em hơn. Anh sẽ không có tới những cái buổi tiệc để tạo những mối quan hệ nữa, mà anh sẽ về nhà sớm với em để chăm sóc cho em hơn. Chồng này, chồng cứ làm cho vợ yêu mãi thôi. Thiệt tình thấy ghét quá đi. Sướng quá, lòng có bật khóc trong đêm nữa nha. Đó, chúc mừng cặp đôi Sunoco, Kamezoko nhiều ha, đánh quá đánh hà. Hạnh phúc vậy phải vui không? Kính thưa quý vị, đồng vợ, đồng chồng, biển đông tác cạn, đồng bạn, đồng bè, tác cạn biển đông. Đó chính là lời chúc mà chúng tôi dành tặng cho ba cặp đôi gia đình hàng xóm ngày hôm nay nghe. Cảm ơn nha. Dạ, làm gì làm, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Hạnh phúc gia đình là nền tảng thành công của chính mình mà. Năm nay là năm Tân Sửu, muốn được no đủ, phải chăm chỉ cần cù thì mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an được. Muốn bình an thì phải hát vang. Và bây giờ xin mời quý anh chị đến với phần trình diễn món quà tặng đặc biệt ngày hôm nay đến từ nhóm O2O. Trong sáng hoa đã đến bên lòng ta, cùng sánh bước trên đường vui, tay ấm em môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, cho nắng xuân đang ngập lối. Nắng xuân đã đến đây, cho tình chân chưa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sương bay, cho lòng ta thêm mê say, niềm hạnh phúc ngất ngây, dâng tràn trong trái tim này, hoa lời ca chưa trăm mươi giây, cuộc xuân phiêu du hết. Cho hết đêm nay. Let's go.
Xin cảm ơn quý bà con cô bác ngày hôm nay đã đến với bốn gian hàng của hội chợ xuân Tân Sửu 2021 được mang tên Tiểu Lâm Hội, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào hội chợ mùa sau nha. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Samsung Galaxy A12, dẫn đầu công nghệ với bộ 4 camera 48 megapixel ưu việt, camera macro chụp cận cảnh, hiệu năng mạnh mẽ bậc nhất. Và bây giờ, chúng tôi Tiểu Lâm Hội xin được phép chúc mừng năm mới. Chẳng may say, cuộc sống phiêu du hết tháng ngày.